Mấy hôm nay Huyền bệnh không có nấu nướng gì được hết trơn á. Bữa nay khỏe khỏe lại rồi, lục ở trong tủ lạnh nhà mình có cái gì thì mình nấu món đó nha. Với lại Huyền nấu thêm nồi nước sâm bí đao uống cho nó mát người luôn. Cái dàn bí đao này là của nhà bà Út nè, Huyền để ý lâu dữ lắm rồi. Mà thấy còn đang mùa hái để bán á, Huyền không có dám xin. Hai dây tàn rồi, thấy mấy trái già già mà bà Út bỏ không có hái nữa, cho nên á là Huyền xin ra cắt về nấu nước sâm uống. Trái to to bự bự không à, mà không hiểu sao mình lại thích những cái trái quéo quéo vậy đó mọi người. Cứ lựa mấy cái trái quéo quéo đen cái đít rồi cắt không à. Kiểu cắt đã tay nữa, quay mới có nửa dòng là được một rổ đầy rồi. Ai nói củ hủ dừa kiếm ăn là hiếm chứ nhà Huyền á là lâu lâu có ăn hoài luôn á. Bị gì lâu lâu cái Huyền bài làm ra ăn chút. Vậy là bà ngoại phải đốn thêm một hai cây dừa. Huyền chuẩn bị che cái bếp cho nó rộng ra một xíu nữa. Thành ra cây dừa gần đó cũng hy sinh theo luôn. Để cái củ hủ đó một xíu mình làm gỏi. Bây giờ Huyền sẽ cắt bí đao ra để một tí mình nấu nước sâm nè. Ở dưới vườn á còn nhiều bí đao lắm á mọi người. Vài bữa nữa Huyền bẻ về làm mứt bí ăn thử nha. Hôm nay Huyền nấu sâm đơn giản thôi. Bí đao già nè, mía lao, la hán quả với mấy cái trái gì đen đen á Huyền quên tên mất tiêu rồi. Cái thì không có theo quy trình công thức gì hết trơn á, cho một nồi nước đầy vậy đó. Có bao nhiêu nguyên liệu mình cho vô hết xong rồi bắt lửa lên. Nấu khi nào mà nó ra sâm hết á thì mình cho đường phèn vô, dừa ngọt á là nhắc xuống uống được rồi. Còn mấy cái con mực với con tôm này á thì Huyền lục ở trong ngăn đá á, hồi bữa mua về chưa có kịp ăn. Xong cái bị sốt ngang luôn nằm lặt lì ở trên giường á. Bữa nay lấy ra dùng thì hên quá, nó cũng vẫn còn tươi nha mọi người. Huyền cũng ốp với ít gia vị nè, cho sa tế nhiều thiệt là nhiều cay cay ăn cho nó đã. Bốn con mực này Huyền mua á thì có một con có trứng ú nu luôn. Mấy con tôm này á thì Huyền sẽ dùng cái cây xiên cho nó thẳng vậy nè, tí nướng cho nó đẹp chứ không gì hết trơn á. Chuẩn bị đồ nướng xong thì quay qua cái nồi sâm của mình nó cũng sôi. Hồi sớm Huyền nhờ ông Hải gọt dùm cái củ hủ dừa. Thiệt ra là bây giờ tay chân của Huyền cũng còn mềm nhũn mà chưa có làm nặng được luôn á. Dừa này á nó mới có khoảng tầm mét à mọi người, thành ra cái củ hủ của nó non dữ lắm, mình ăn được tới ngoài luôn. Cắt có 1/4 thôi đó mà đủ làm hơn một dĩa gỏi luôn. Còn mớ để dành trong tủ mai mốt có ăn gì mình làm tiếp. Con gà ú múa này là cũng luộc ở trong tủ đông luôn. Chung bữa nay lười chế biến quá à, trong tủ có gì mình dùng đó. Còn mấy cái bánh bao Huyền lôi ra hấp luôn. Bánh bao nhân bí đỏ nhà ăn thơm lắm á, Huyền mua trong siêu thị á mọi người. Rồi nhờ ông Hải đốt than lên, đợi cho than tàn tàn xíu á, mình cho mấy con tôm với mấy con mực lên nướng. Ta nói không có cái gì mà qua đầu nướng hết trơn á, để lên lửa than là tự nhiên nó thơm một cái mùi mà ta nói nghe một cái tỉnh bệnh luôn. Nè bây giờ để Huyền cắt cái con mực trứng ú na ú nần này cho mọi người xem nha. Cái phần củ hủ hồi nãy Huyền sắc ra rồi á thì ngâm với lại nước chanh cho nó đừng có bị đen. Phần gà ủ muối á Huyền chỉ lóc lấy thịt thôi ăn cho nó đã, khỏi phải cạp xương luôn. Huyền cho thêm ít củ hành tím nè với một xíu rau thơm, hành phi nữa để cho nhanh gọn lẹ. Thì mình dùng cái chai nước mắm pha ngọt có sẵn đó trộn lên, vậy là có dĩa gỏi ngon lành rồi đó. Nhà Huyền á là mê ăn gà ủ muối dữ lắm luôn nha. Lúc nào Huyền cũng mua 2-3 con để dành ở trong tủ vậy đó. Nhiều khi có khách khứa hay là nhà mình có tiệc tùng bất ngờ mình lấy ra dùng nó cũng tiện lắm mọi người. Bây giờ tôm với mực chín rồi mình gấp ra dĩa ha, cho thêm ly nước sâm nữa. À, đồ ăn ở nhà sẵn có nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn dữ lắm chứ bộ. Nhìn cái bánh bao cưng xỉu luôn mọi người ơi. Ước gì mình tự tay làm cũng được đẹp vậy ha. Mực với tôm nướng he mà đâm cái chén muối ớt siêu cay này mình quết lên cái nữa thì còn gì bằng. Nay bà ngoại của Huyền cũng khỏe rồi, cái chân bớt đau rồi nè, rủ ngoại ăn chung với mấy đứa cháu cho vui. Hồi trước á là ngoại của Huyền á không có biết ăn gà ủ muối. Huyền mua về rủ bà ngoại ăn miết cái thành ra bà ngoại ghiền ăn hồi nào không hay luôn. Cái bà mực trứng ú nu hồi nãy ha, nướng lên ăn tên nó thịt nó dai mà nó thơm, cái trứng á thì nó béo béo sực sực. Ăn đồ nướng cay cay quên thêm ly nước sâm mát lạnh nữa. Còn mấy cái bánh bao bí đỏ nhìn vậy thôi á chứ đừng tưởng bỏ nha trời. Cái bột nó đúng mềm nè mà cái nhân nó thơm thơm béo béo ngọt ngọt ăn ngon lắm luôn á. Hay có những ngày nấu ăn tự nhiên bị bí ý tưởng không biết nấu món gì hết trơn, hay là mọi người cho Huyền thêm ý tưởng đi, thích món gì bày đi rồi Huyền nấu cho mọi người xem nha.